Nhung Minh và Thùy Nhung. Xin kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Vinashop Home Shopping. Ngày hôm nay Nhung Minh và Thùy Nhung rất là vui khi được giới thiệu với quý khán thính giả một sản phẩm có lẽ là vừa nghe, vừa lạ, vừa quen. Đó là sản phẩm Omega 3. Thưa quý vị, chúng ta hay nghe rất nhiều về sản phẩm Omega 3, hay người Việt hay chúng ta hay gọi là tinh dầu cá. Nhưng mà có ít người có lẽ biết được rằng là Omega 3 chính là một trong những chất vô cùng quan trọng với cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta có thể bổ sung đầy đủ lượng Omega 3 đầy đủ cho cơ thể thì chúng ta có thể phòng ngừa được rất nhiều loại bệnh. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Omega 3 là gì và tại sao chúng ta phải sử dụng Omega 3 nha quý vị. Vâng, thưa quý vị, những tác dụng của Omega 3 thì rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay Thùy Nhung cũng như là Nhật Minh sẽ chỉ kể cho quý vị thêm 5 loại những cái điều mà tốt nhất của Omega 3 mà ít có người biết đến về sản phẩm Omega 3 này. Cho dù là chị em phụ nữ đang ở cái độ tuổi còn xuân xanh đến những chị em phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên thì mình cũng đều nên bổ sung Omega 3 này và đúng làm rồi. Quen với nó, kết thân với nó hàng ngày để cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn. Đúng và rồi. Bây giờ thì Nhung kể cho quý vị nghe cái tác dụng đầu tiên. Thứ nhất là nếu sử dụng Omega 3 thường xuyên thì nó có thể phòng ngừa ung thư vú. Quý vị thân mến, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ nên bổ sung omega 3 dầu cá hàng ngày. Từ đó thì nó có thể giảm cho chúng ta 50% tránh cái nguy cơ bị phát triển bệnh ung thư vú. Và vì sao? Bởi vì DHA trong omega 3 là một loại chất chống viêm tự nhiên, nó sẽ giúp ngăn chặn sự chuyển đổi tế bào và giết chết tế bào ung thư trong cơ thể của mình quý vị ạ. Đó là tác dụng đầu tiên của omega 3. Còn tác dụng thứ hai của omega 3 chính là giúp cho thai nhi khỏe mạnh và giúp cho phát triển trí não của em bé được tốt hơn. Thưa quý vị, một em bé cần hàng ngàn tấn DHA omega 3 để phát triển đầy đủ bộ não của mình. Nếu như người mẹ không có đầy đủ DHA trong cơ thể thì thai nhi có thể trực tiếp lấy từ não của người mẹ trong lúc người mẹ đang mang thai. Nghiên cứu đã cho rằng là phụ nữ bị mất khoảng 3% các tế bào não sau khi họ sinh một em bé. Cho nên là nếu mà quý vị mà sinh 3 em bé thì nhân lên là quý vị đã mất gần 10% bộ não của bạn. Đây cũng là lý do mà mình hay nghe đó Thùy Nhung, là phụ nữ sau khi sinh dễ bị cái chứng là mất giảm cái trí nhớ, không có nhớ dai đúng nữa. Rồi dạ đúng, cho nên là quý chị em nào mà khi mà chuẩn bị đi sinh con á thì mình nên chuẩn bị trước cho cơ thể của mình để đầy đủ cái chất omega 3 để cho cung cấp cho con được tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, phụ nữ trước khi sinh thì lo là cho con của mình phải có đầy đủ chất bổ, và sau khi sinh thì quý vị có biết phụ nữ hay có bị bệnh gì nữa không? Phụ nữ hay bị bệnh trầm cảm. Và nếu như quý vị tìm hiểu thêm thì quý vị sẽ biết được rằng có rất là nhiều nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy những sản phụ sau khi sinh nở mà có sử dụng hoặc tiêu thụ một lượng omega đầy đủ thì nó sẽ giúp họ giảm thấp chứng trầm cảm sau khi sinh. Và đây là tác dụng thứ ba của omega 3 cho các chị em phụ nữ, giảm trầm cảm sau khi sinh. Và quý vị ơi, sau đây sẽ là tác dụng thứ tư giúp cho giảm đi nguy cơ về bệnh tim. Thưa quý vị có biết không, bệnh tim khiến cho phụ nữ chết sớm hơn bất cứ các loại bệnh nào khác, cho dù đó là bệnh ung thư vú. Và sau khi mãn kinh, nguy cơ này tăng còn nhiều hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta có thể bổ sung chất EPA và DHA, omega 3 sẽ giúp cho quý vị giảm huyết áp, giảm cholesterol và các chất béo trung tính, từ đó có thể giảm cho quý vị nguy cơ bị mắc bệnh tim, giúp cho quý chị em phụ nữ có thể sống thọ hơn và sống khỏe hơn. Đúng rồi. Vâng, Nhật Minh nè, có một cái loại bệnh mà rất là phổ biến nhưng mà Thùy Nhung không biết, Nhật Minh biết không, cái loại bệnh nó gọi là eczema. Thế là eczema là gì hả quý vị? Có phải là bệnh mà mình không có nhớ gì hết và giống như là cái chuyện vừa mới xảy ra thì mình rất là dễ hay quên hay không? Mà hình như dạo gần đây có nhiều quý chị em phụ nữ dễ bị mắc cái bệnh này phải không Thùy Nhung? Cái loại bệnh này thưa quý vị, nó không có phải là một cái loại bệnh lão hóa. Nhiều người cho rằng mình bị mất trí hay lãng quên một cái gì đó là do mình già. Nhưng mà thưa không, thưa quý vị, bệnh này nó rất nguy hiểm vì nó có thể xảy ra khi quý vị đang ở tuổi còn trẻ và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn. Cái loại bệnh này bắt đầu thì mình sẽ không có nhận ra được là nó nghiêm trọng, bởi vì nhiều khi mình sẽ quên đi những cái việc vừa mới xảy ra xung quanh, và thậm chí mà đến khi mà cái bệnh mình nó trở nặng rồi là mình sẽ không còn nhớ cái quá khứ của mình, và thậm chí mình không còn nhớ những cái người thân bên cạnh của mình là ai nữa. Đây là một cái căn bệnh rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phòng ngừa. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng omega 3
có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer. Và đây là một trong những cái lợi ích gần đây mà người ta vừa khám phá ra khi mà thử trên những cái thí nghiệm. Và trong tạp chí Bệnh về Alzheimer, người ta cũng đã nói về việc omega 3 có thể làm sạch não bộ và nó làm cho cái dấu hiệu mà người bị bệnh Alzheimer nó có thể giảm đi. Cho nên chúng ta hãy nên sử dụng loại omega 3 này để có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer. Vậy là quý vị đã vừa lắng nghe 5 tác dụng rất là bổ ích mà omega 3 có thể đem lại cho quý vị. Và như đã nói lúc nãy thì chúng ta có thể nạp omega 3 từ bên ngoài vào trong cơ thể qua các loại thức ăn như là cá và các loại hạt có chứa axit béo omega 3 nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nhiều khi chúng ta không có ăn uống đều đặn và nhiều không khi thích ăn cá thì sao? Và không thích ăn cá thì sẽ như thế nào? Yeah. Thì quý vị sẽ không có nhập đủ cái lượng omega 3 cho cơ thể. Và thưa quý vị, là trên thị trường có rất nhiều cái hãng nhãn hãng khác nhau làm có những cái viên thuốc chứa omega 3 để bán cho quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, hãy coi kỹ để so sánh nha. Quý vị nên nhớ chúng ta là smart shopper, có nghĩa là những người mua hàng thông minh mà. Cho nên là quý vị nên so sánh về giá trị của thuốc, nguồn gốc của thuốc để biết là thuốc nào tốt để quý vị có thể mua nhé. Vâng, thưa quý vị, thông thường các loại omega 3 được bày bán trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà ít có ai sẽ nói cho quý vị biết được rằng là họ dùng loại omega lấy từ con cá nào, hay là con cá này nó sống ở vùng biển nào. Lý do mà Thùy Nhung nhắc đến cái loại cá nào bởi vì quý vị biết không, tùy loại cá to hay nhỏ và loại cá nó sống ở vùng biển sạch hay dơ, nó cũng có ảnh hưởng đến cái độ tinh khiết của omega 3. Nhung lấy ví dụ như vậy nhé. Nếu những cái loại cá mà cá to thì nó sẽ ăn cá bé. Đúng cá rồi. Lớn ăn cá bé, đúng không? Thì những cái loại cá to này thường sẽ không được đánh giá là những cái loại cá có tinh dầu omega tốt. Bởi vì sao? Bởi vì những cái con cá bé nó sống ở ngoài biển, nó ăn tạp, và cái con cá lớn này nó cũng ăn tạp những cái con cá này vào người, thì nó sẽ thường có những cái chất độc hại ngấm vào người con cá. Ví dụ như là chất thủy ngân là một cái chất mà rất là nguy hiểm, nếu mà mình uống vào người sẽ không có tốt cho cơ thể của mình. Và đặc biệt là những quý phụ nữ nào mà chuẩn bị có em bé hay là trong thời kỳ mang thai, cái chất thủy ngân nó rất là độc hại cho cơ thể. Đúng rồi. Thưa quý vị, những cái loại cá mà còn sống ở trong những cái vùng biển mà bị nhiễm độc thì con cá đó nó cũng không có thuộc loại là cá tốt. Và những cái loại cá này nếu người ta lấy ra, thường những cái loại omega 3 chiết xuất từ những cái con cá đó sẽ không có được đánh giá cao và nó thường rất là rẻ tiền. Cho nên là quý vị lưu ý, không có phải là trên kệ người ta bán omega 3 cái loại nào cũng giống loại nào, không phải là như vậy đâu nhé quý vị. Ngày hôm nay Vinashop xin hân hạnh giới thiệu với quý vị loại thuốc Multivitamin Omega 3 của công ty LG Healthcare Hàn Quốc, được sản xuất tại Hàn Quốc. Nó được làm từ loại cá ngừ có tên là Skyjack Tuna, hay tạm dịch là cá ngừ vàng, có kích thước chưa đến 1 mét và nặng thì chỉ khoảng 18 kg mà thôi. Loại cá này nhỏ hơn nhiều so với những cái loại cá mà người ta thường dùng để làm những cái loại thuốc omega 3 khác, như là cá ngừ vàng hoặc là cá ngừ xanh, có chiều dài đến hơn 3 mét và có thể nặng hơn 600 kg. Và loại cá ngừ vàng này, thưa quý vị, sống ở vùng biển Nam Thái Bình Dương, một vùng biển mà được nổi tiếng là được sạch nhất thế giới. Cho nên lượng omega 3 lấy từ loại cá này rất ít, nhưng nó lại đảm bảo được cái lượng omega 3 sạch và tốt hơn bất cứ những cái loại cá khác rất là nhiều. Và ngoài ra, sản phẩm omega 3 của công ty LG Healthcare của Hàn Quốc này nó có chứa hàm lượng DHA và EPA chứa đến 520 mg trong một viên thuốc. Nếu như quý vị đi ra ngoài mua omega 3 thì có lẽ là quý vị có thể so sánh thử xem là cái lượng DHA và EPA quan trọng để cho quý vị có thể so sánh những cái nhãn hiệu khác nhau như thế nào nhé. Vâng, thưa quý vị, chưa kể là thuốc bổ omega 3 của LG Healthcare có cái tên là Multivitamin. Bởi vì sao? Bởi vì nó có thêm rất là nhiều các loại vitamin cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là nó có tới 10 loại vitamin. Wow. Vitamin A, B1, B2, B6, vitamin C, D, E, vân vân. Đồng thời nó còn có thêm 4 loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta, như là iron, selen, magie, zinc. Những cái loại khoáng chất này nó giúp duy trì và cân bằng các hoạt động sinh lý của cơ thể mình, và nó sẽ chống lại những cái bệnh vặt như là bị cảm cúm, rồi bị ho, rồi bị sổ mũi, rồi bị sốt chẳng hạn. Đặc biệt nhất trong cái sản phẩm này, nó còn có thêm thành phần chiết xuất từ hồng sâm và yến khô, cùng với các loại dinh dưỡng thực vật khác
mà những cái loại này mình gọi là dược thảo ở Hàn Quốc đó thưa quý vị. Những cái loại này nó giúp cho cái hệ miễn dịch của chúng ta được tốt hơn, và đồng thời nếu sử dụng thường xuyên thì da của chúng ta cũng sẽ được sáng hơn và mịn màng hơn nữa. Wow, nghe thì Nhung nói nhưng mình thấy là hấp dẫn quá rồi quý vị ơi. Hiện nay sản phẩm Mentai Vitamin Omega 3 của công ty LG Healthcare Hàn Quốc này hiện bán với giá là 35 Mỹ Kim một hộp. Nếu quý vị mua ngay 4 hộp thì sẽ được tặng thêm một hộp. Cho quý vị có thể chia sẻ cho gia đình một hộp cho mình và có thể là những hộp cho người thân. Cho người thân thật là quá ý nghĩa phải không thì Nhung? Vâng, đúng rồi đó thưa quý vị. Đồng thời ở trong một cái hộp như thế này ha, là mình có một chai sử dụng cho 30 ngày và đặc biệt là mình sẽ được thêm một cái chai nhỏ bonus này có thể sử dụng trong 7 ngày và mình có thể dùng cái chai nhỏ này để mà đi travel rất là tiện lợi. Nếu mà tính ra một cái chai nhỏ này sử dụng 7 ngày thì có thể là nói đã được bonus thêm 25% đó thưa quý vị. Wow. Quý vị ơi, không gì quý hơn là sức khỏe của bản thân mình và sẽ rất là ý nghĩa nếu như quý vị có thể chia sẻ, quan tâm, chăm sóc sức khỏe của người thân trong gia đình của mình bằng cách mua và sử dụng sản phẩm Multiple Vitamin này. Và sản phẩm thuốc bổ này rất thích hợp để làm quà tặng ý nghĩa cho người thân. Và cái sản phẩm này ai cũng có thể xài được. Người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ, nam hay nữ, ai uống vô cũng bổ hết thưa quý vị. Đúng rồi đó quý vị ơi. Và cũng xin lưu ý với quý vị là những thông tin mà Thùy Nhung và Nhật Minh chia sẻ trong show của ngày hôm nay thì cũng là ý kiến để cho quý vị tham khảo. Nếu cần thiết thì quý vị nên hỏi thêm ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm. Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm Multiple Vitamin Omega 3 của công ty LG Healthcare sản xuất, quý vị xin hãy gọi Vinashop tại số 1-855-855-5888. Và đến đây thì Nhật Minh và Thùy Nhung xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và mời quý vị hãy đón xem chương trình Vinashop Home Shopping kỳ sau nhé.